Xin chào 500 anh em đã trở lại với channel Lê Ngọc Tuấn MMO Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh chị em một cái kèo Kèo này thì đã giới thiệu từ khá là lâu rồi Nhưng mà mình cũng không có thời gian để làm video cho anh em đấy Thì hôm nay mình sẽ làm video để hướng dẫn anh chị em đó là Đăng ký cái kèo am nhận token AMR nhé à, Đầu tiên đó anh chị em vào link phần mô tả video Sau đó chúng ta điền cái dòng đầu tiên đó là cái tên của chúng ta nhé First name này Đấy Phần... Uh, lát name anh chị em điền họ và tên đệm nhé. phần đây là số điện thoại anh chị em uh, cho thêm dấu cộng 84 này. Bỏ đi uh, cái số không được trước số điện thoại nhé. Phần birthday uh, này. Anh chị em uh, có thể bấm để điều chỉnh cái ngày này. Bấm vào đây nhé. Để điều chỉnh cái ngày này. Ở đây thì mình chọn đại một ngày vì là mình đã có từng đăng ký rồi. Đấy, phần này anh chị em điền email. Đấy phần mật khẩu này thì anh chị em đèn ít nhất là 8 ký tự trở lên, trong đó có một ký tự in hoa đầu, uh, các chữ cái bình thường và các số và một ký tự đặc biệt như thăng a cộng. Ok, phần này là phần quốc gia. Anh chị em kéo xuống này. Phần cuối cùng này. Đấy, anh chị em chọn cho mình là quốc gia Việt Nam nhé. Rồi ok, sau đó anh chị em bấm vào I agree nhé. Rồi sau đó bấm vào cái chữ sign sign up này. Được chưa? nó sẽ gửi cho anh chị em một cái mail confirm về đấy anh chị em vào mail để check nhé sau khi uh, anh chị em bấm đấy thì nó sẽ gửi cho anh chị em một cái mail về anh chị em bấm verify cho mình nhé rồi ok sau khi mà bấm được thành công verify đấy thì anh em bắt đầu đăng nhập anh em mới trình duyệt ra nhé anh em chờ một lát để nó load ok anh em nhớ đăng nhập nhé và cái này anh em cần cai xe chỉ còn 4 giờ nữa thôi nhé. Chỉ 4 giờ nữa thôi. Nên anh chị em cố gắng cho mình. Đây là cái phần link tuyển dép anh chị em. Nhưng mà đến giờ phút này thì anh chị em không cần là phải tuyển dép nữa đâu. Nhận năm được trong đây nó là hẹn 50 token cần AMR nhé. Đấy một túc quần tương ứng với là 0.01 euro. Đấy thì uh, nếu mà nó một lít sàn được với giá này quá ok đúng không? 50 nữa anh em, anh chị em lại được à? Ở đây là xem nào. 0.5 euro. Nói chung là cũng khá là ok rồi, cũng không không sao cả. Đấy anh chị em được là 5 euro, uh, 0.5 euro. Cho anh chị em bấm vào cho mình cái phần uh, submit cái C này. Con này mình nghĩ là sẽ sẽ lên visa đấy hoặc là có thể tăng hơn đấy. Đấy thì anh chị em uh, submit KYC cho mình đây anh chị em uh, bấm vào phần uh, load submit này phần là anh thì chị em có thể dùng webcam nhé hoặc là dùng uh, file để tải lên này như đây mình có thể dùng file để tải lên đấy thì anh chị em dùng uh, mặt trước này và mặt sau của chứng minh uh, của chứng minh hoặc hộ chiếu nhé đấy sau đó anh chị em uh, bấm vào cho mình cái chữ upload này thì anh chị em bấm cho mình quay lại đấy phần là anh chị em cũng điền ở đây đó là một cái bill hóa đơn đấy, hóa đơn tiện ích đấy anh chị em có thể là tạo giá được nhé, anh chị em cũng dùng có thể upload lên này đấy để nó xác nhận là cái địa chỉ anh chị em ở thôi, cũng là đơn giản như vậy thôi. Đấy sau đó anh chị em quay ra, đấy sau khi mà xác thực hai thông tin này thì nó sẽ IC cho anh chị em rồi sau đó anh, anh chị em uh, quay ra đây cho mình nhé là fan sang phần là uh, edit profile này thì anh chị em điền các họ tên đầy đủ đây đấy tech id đây là số chứng minh nhân dân hộ chiếu nhá đấy giới tính này female nữ này male nam này địa chỉ anh chị em ở trên chứng minh nhân dân hộ chiếu này anh chị em bấm save và provide cho mình rồi đơn giản như vậy thôi rồi chúc anh chị em kỹ thật nhiều tiền nhớ ghé kênh mình ủng hộ mình nhé